Chị Suy không nói bậy nhá. Trừ cái đây à? Anh bắn mà bấm thử cái lúc nào được không? Anh cứ để tay vào quả đạn lâu nào nó sẽ bắn. Ấy cái này gọi là gì? Mâm tên lửa. Bậy tên lửa. Bắn một nhát là phóng cả 5 cái hay là từng cái một? 5-10 giây à? Ở đây cái này ở đâu đấy? Đây là ở đâu đấy? Bình thường ấy, cái là ở đâu? Bắc Giang à? Huyện nào? Huyện nào? Bọn em bắn được chưa? À. Và này mấy tỷ nhỉ? Bấm nút được mấy tỷ? Tỷ hả? Có tỷ 1, tỷ 2. Tỷ 1 à? Tỷ 1 một quả đúng không? Đang bao nhiêu? Tỷ. Quy giờ tóc nhiều nhỉ? Vâng. Cái xe điều khiển nó 17 tỷ. Tất cả cái bộ này là bao nhiêu? Nhiều lắm, tắt 5. Được đâu? Không được nói đúng không? Anh biết đấy. 100 tỷ đúng không? Tiền tỷ. Chiến tranh tốn nhỉ?